Hello anh em, rồi anh em đây. Mai tôi sẽ chơi cái sự kiện này em nhá. Kiện 80 kim nhận đến 80 kim cương này. Play extra hazards max level to win most number games. Tôi thấy là hầu như những cái mà sự kiện mà 80 kim cương thì sự kiện nào cũng khó anh ạ, khó dã man luôn. Rồi, vào rồi ngay cái map kiểu không được chạm vào hoa là lại chán đời rồi. Ơ, không chọn cây à? Rồi nó cho mình chặn cây khó anh em. Ơ, chúng có hai cái này chơi kiểu gì? Mấy hoặc ngoài đi. Khủng long thôi thì nó dễ, khủng long này thì khó. Nó có cái gì đi nào? Mua cái này chơi kiểu gì? Rồi. Chơi này nữa. Bị thật rồi. Quá là khó anh ạ, nó quá là khó luôn. Nào cho cái gì đi. Tao xin chúng mày. Khó là khó vừa vừa thôi, khó quá. Ôi kìa, không kịp ạ. À. Đây em bảo chơi này chơi kiểu gì? Nó quá là khó luôn. Đây chỉ là này, quảng cáo này. Xoay xoay này có gì dễ quảng cáo lắm. Tôi thấy kiểu nó lần đầu đã có cái bút của cái đấy rồi mà lần này mà không thành nó thì khó lắm. Thật sự rất là khó. Con này bắn quá chậm anh em ạ, chậm dã man luôn. Được rồi, đã bắt được kìa. Xong. Chán luôn. Chán luôn anh em ạ. Chán khẩn trương luôn. Nó không cho lá luôn. Đúng là bịp anh em ạ. Đúng bịp. Quá khó, thật sự là quá khó.
lại lần nữa nào. Nhất là nó đấy là nó ở trong một cái lá. Đây là này, quảng cáo này. Thật sự dã man. Nó trong một cái lá này mình còn có một cái mà mình bút nó lên. Các bạn lần đầu tôi mới chơi nó chưa biết map nào, nhưng được cái có cây có cái bắn lùi bút luôn nhưng mà lại không biết tận dụng. Nói chung là mới đầu còn non anh em ạ. Nói chính xác là còn non. Đây sẽ cố gắng. Là sao một cái chưa này. Đấy. Đấy, bây giờ trong đấy luôn, trong cái đây luôn này. Đấy. Quá wow. Nó đạp anh em, nhìn nó đạp kìa, bực thế nhỉ. Sao khác chơi game một tí. Ôi lào như điên này, nó không cho cây mễ hoặc anh ạ. Đây vừa nói xong cho thêm súng đi. Con này khó cho cái này, này. Cho con này một cây này, đây một cây này. Xin một cây bắn nữa, hoặc là một cây này cho bắn đi. Quá khó anh em ạ. Đào một cây đi, về cái này có con mến hoặc rồi, ra một cây nữa. Ta đi trên máy. Lỗi rồi. Quay với tôi luôn. Bốn cây để nghe là không ăn được mấy thằng này à? Đấy, phải dùng một cái. Đừng. Nó khó khăn lắm đâu mình đến đây. Rồi, ok rồi. Map tiền khó mới map thứ hai như nào anh em ạ. Thật sự những cái map mà liên quan đến cái hoa này tôi rất là ghét vì nó rất là khó. Rồi tôi sẽ quan chơi map này xem nào. Tôi mong là mỗi clip làm chơi được hai map. Ui dồi ôi.
đừng đừng có khủng long, đừng có khủng long, đừng có khủng long. Con này tôi lại chán rồi, để tôi sẽ chơi con con chơi cái khoai này, chơi tất cả khủng long luôn, bắn lui này, mọi người gọi à, à không, vẫn chơi này vào, ngoài đứng yên, bỏ con này ra này, cho thêm à nó phải tạo ra 3.500 mặt trời nữa, con này với cả con một con nghi nữa, à, thu nhỏ đi, con thu nhỏ đi. À đâu? Không được dùng quá mặt trời anh em ạ. Dùng trồng cái này thôi. Không được dùng quá 3.500 mặt trời. Phải dùng ít hơn đấy. Tôi lại không để ý. Ở bên này ăn được. À, trồng cái này thôi. Trồng một cái bắn này. Chờ đi. Vô bây giờ. Nào nó khổng lồ rồi. Cho một bò vào đây. Ở đây lỗ là vừa. Bắn lui này. Bắn lui này. Rồi à, lui ra đi. Ui. Khoai này. Khoai này. Ui dậm này. Đẩy nó vào đấy. Sao nó quay mọc mọc lên mọc lên mọc lên. Lỗ đi, mọc lên. Nhanh 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 nhanh. Lỗ. Đúng rồi. Chuẩn đã, chuẩn chỉ đã. Nhanh nhanh nhỉ. Quay đây. Ố khoai phải hồi phải nhanh nhỉ. Ăn luôn này. Quay. Liệu liệu có thắng được không đây? À, nổ đi, nổ đi. Trời nữa. Tiết kiệm thủ tí một nào. Đưa ngay vào đây. Có lá, được. Lá tiếp, được. Lỗ, đấy. 75 mặt trời thôi. Tiết kiệm. Cuối nào, sắp xong rồi. Cố lên. Tôi tưởng là phải sản xuất ra là 3.000 trong mặt trời.
chọn hai cái này, nhưng mà chọn mày chọn cái này. Cái này cũng 25 tiền, giảm đi cũng khá khá. Mỗi thứ một tí nhiều phết này anh em ạ. Thôi chờ đợi đâu. Ủa nổ đi. Đó, đúng rồi. Thêm hai cái bắn này nữa cho lùi cho sâu. Đấy. Ngon. Đấy. Bắn trâu đấy. Chết. Này này chết rồi. Ok, phục lồi với lù lại cái gì cũng chết anh em ạ. Nó không tính lời gì nó cũng chết. Ồ, bóng này phải dễ thở hơn một chút. Ôi, 75 thôi. Kiệm. Ô, lém, lém, lém. Bắn nó. Đó. Đó rồi. Rồi, thắng hơn 1 tí thôi là thắng. Mày chốc thế. Chốc quá anh em ạ. Ừ, muốn ăn luôn này. Ăn gì ăn gớm đấy. Muốn ăn luôn. Chịu luôn đấy. Đó. Ồ, mẫu này thôi. Một lúc còn chết là anh em. Hơi lâu một tí. Thì tôi mỗi còn 125 tiền à, mặt trời thôi, dùng quá là thua đã. Một lúc còn chết mà. Thì được 2 level rồi anh em ạ. Được clip tôi dừng đây anh em nhá. Đấy, clip sau tôi sẽ tiếp lại một thứ 3. Đấy, một clip làm chắc là 8 level, chắc là mỗi clip là 2 level. Hẹn anh em clip tiếp theo. Bye anh em.